Soka xin chào các bác nhá. Thì hôm nay chúng em xin giới thiệu cho bác về cái con bơm hỏa tiễn đa tầng đấy, chạy không chổi than, chạy trực tiếp từ pin năng lượng mặt trời. Ra mẫu này thì em cũng đã review rồi. Thì hôm nay thực ra là em sẽ đi gửi hàng cho một bác khách ở trong Lâm Đồng đó, thì em sẽ test test thực tế qua xem con này nó hoạt động nó ổn định không để trước khi đi gửi đấy. Thì nhân cái buổi test 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 máy thì chưa gửi thì em sẽ quay qua lại cho các bác về cái mẫu này đó. Em quay xa xa này, thì đây là con bơm hỏa tiễn đa tầng không chổi than nhá, hệ 4860V, công suất nó là 750W. Đây em quay gần này, em xem cho bác xem thông số này. Đây họ khắc khắc laser này đó, 4SDP4750.75 gạch ngang 9. Đây thông số nói này, nó hơi bóng nên bác nhìn hơi khó nhá. Đây em xoay xoay cho bác xem. Đây công suất nó là 0, đây nhìn chưa các bác, 0,75 kW. Đấy, nó tương đương với 1 HP nhá. Tốc độ vòng quay là 2850 vòng một phút. Đường kính bơm của nó là 4 inch. Đó đây là các bác nhỉ, 4 inch này. Lưu lượng nó là 4 mét khối một giờ. Cột áp cao là 75 mét. Đầu ra là 1,2 inch, nghĩa là ống 38 đấy. Bác lắp ống 34 là ok đấy. Đây, dòng của nó ăn là 13A. Điện áp hoạt động là 48V. Đó, thì con này giải điện áp rất là rộng nhá. Nó là hệ 4860V. Thế là giải điện áp của nó có thể chạy từ 40 cho đến 100V. Đó. Thì các bác đấu nối thì các bác lưu ý nên đấu 4 tấm. Đấy, 4 tấm pin từ 308 à từ từ 208 từ 208 đến 306 đều là ok nhá. Đó cũng không cần thiết phải đấu pin to đâu, không cần thiết phải đấu 4 pin pin 400 đâu. Đấy và mình hợp lý nhất là mình dùng 4 tấm khoảng 300 304 hay 306 hay là 208 cũng được. Đó. Thì khi đấu như thế thì nó phù hợp với giải điện áp cũng như là công suất của máy nhá. Đó, thì con này là đường kính là 4 inch thì em đây này bác này. Cái đường kính này này, to nhất là nó này, em đo khoảng 98. Đấy, các bác thả ống thì cứ thả ống trên 100 là vừa, 120 hay 140. Đấy, thế là ok, hoặc 101 thì cũng là vừa. Đó. Đây. Thân bơm là thiết kế 2 tầng này, tất cả toàn bộ vỏ là bằng inox. Inox hết nhá. Đầu phần đầu này với phần nối giữa này đều bằng đồng nhá, đồng nguyên chất luôn. Đó, thế nên là bác dùng con này cực kỳ bền, nói chung là cũng không không thể nào han gì hết gì được rồi. Đó, bằng inox với đồng rồi. Thì con này thì nó là 4 inch và 3 tầng cánh, thì như thông số vừa rồi em vừa đọc ấy. Đây. Hàng hàng nhà máy nhá, hàng công ty thì họ có cả hộp gỗ đi kèm này. Đấy, thế nên là vận chuyển của trong quá trình vận chuyển mà đường xa ấy, các bác yên tâm luôn, không không lo bị dập vỡ gì cả. Xong rồi thùng này, xong em sẽ bọc cái cả cái chống sốc nữa. Đây này, bơm là Solar Solar DC Boost Red. Đó, thì đây thông số là 4SDP, em đọc lại nhé. 4SDP4. Thì ở đây 4 là gì? 4 là cái đường kính là 4 inch. SDP là mã tên hàng. Còn 4 này là 4 khối này, 4 khối 1 giờ này. 75 này, 75 mét này. 0,75 này là 0,75 kW này. 9 này, 9 tầng cánh, 48V là hệ hệ bơm của nó là hệ 48V. Đó, như các bác cứ đấu khoảng trên 70V là chạy ok nhá. Chứ 48V là cái điện áp nó gọi là gần như nó gọi là chạy được thôi, nhưng còn để phát huy tối đa được cái công suất của này, các bác cứ chạy tầm khoảng 70V là đẹp nhất. Đấy, xong nó sẽ sụt về là vừa. 75V. Đấy, xong nó sụt về. Đấy. Đây là đây em quay xa xa các bác nhìn hình dáng thôi. Rất là to. Con này đây, áng chừng nó cao khoảng 1 mét. Đến không nhỉ? 2 4 6 không, nó khoảng khoảng 70 phân. Đấy, con này cao khoảng 70 phân. Và rất là nặng nhá. Con này em cân lên nó khoảng 11 cân rưỡi hay 12 cân ấy, em không không nhớ rõ lắm. Đấy, rất là nặng. Đó, thì ở đây thì nhân cái buổi hôm nay em sẽ mang con này đi test test hàng trước khi gửi có một bác khách trong Lâm Đồng, thì em cũng có chuẩn bị đồ đây, sơ qua một số cái đồ đạc để test máy.
Thì con nguồn này thì em cũng giới thiệu rất là nhiều video rồi. Đấy, có một nguồn test của em. Đây là 3 con 24V. Dùng rất là tiện. Đây là ống này, ống này ống 27. Thì ra con này lắp ống 34 nó mới ra lượng nước tối đa, nhưng mà mình không có ống 34 thì mình cứ dùng em test bằng ống 27 này thôi. Đó, đồ nghề để tí nữa đấu nối. Đây em đo lại kích thước cho bác xem này. Đây nhá, em đo đường kính lớn nhất của nó nhá. Là cả cái vành vành để dây điện này. Đấy, đo từ cái vành để dây điện này. Đó, đấy, 100. Đó, gần là 100 bao nhá. Thế nên là đây. Đường kính lớn nhất là gần 100, thế nên là bác cứ thả ống trên 100 là lọt là ok luôn. Đó. Thì bây giờ em sẽ đi đấu nối để test thực tế xem nó chạy ổn định không, để trước khi đóng hàng gửi cho bác khách ở trong Lâm Đồng. Vâng, bây giờ em đi ra đấu nối. Vâng. Chào bác nhá. Thì em vừa mới đấu nối xong đây. Đây bơm này. Em đấu nối qua một cái ống, đầu ống này đầu ống 27. Đấy, thực ra con này phải đầu ống 34 thì nó mới lượng nước nó mới thoáng được, nhưng mà em có đầu ống 27 thôi. Thì em test thử bằng ống 27. Đó, thì đây này. Đây bộ nguồn đây. Nguồn này là 3 cái nguồn nhá, 1 2 3, mỗi cái nguồn 24V. Thì bây giờ em mới đấu nối tiếp ở nguồn trên với nguồn giữa thôi. Đấy, để nó ra 48V. Để em đo thử nhá. 8V. Thì cái này em sẽ test thử hai cái đây 48V đây. Đó, thì bây giờ em sẽ cho chạy cho xem nó chạy được không, ổn định không. Đấy, chạy ổn định không, và thử cho luôn cho bác xem là ở hai cái mức điện áp là 24 và 48 thì lưu lượng nó như nào nhá. Đấy. Thì đây em đầu nối xong rồi đây. Rồi em sẽ thả máy vào. Thả máy vào trong phi. Đó. Vòi đây, em sẽ cho phi đỡ bắn ra ngoài. Rồi, bây giờ em sẽ bật cầu dao. Rồi. Rồi, máy đã khởi động rồi. Đây, rồi. Đây. Đây là lượng nước khi ở 48V thôi nhé. Rất là khỏe luôn. Đó, bác nhìn nó bắn xa này. Nhờ bán này. Đó, thì em sẽ cho nó chạy khoảng một lúc xem độ ổn định đến đâu. Đó, để đóng hàng gửi cho bác. Đây nhá, đây là 48V nhá. Bây giờ em sẽ thử cho lên 60V đi. Đấy, hoặc là 70V đi để xem là lượng nước ra nhà bác nhá. Đây, em thử đo luôn dòng á, đổ dòng xem mà 48V là nó ăn bao nhiêu a. À, nó ăn đủ luôn công suất này, ăn 16A này. Đó, 48V ăn 16A. Có nghĩa là dòng hỏa tiễn này này, đa tầng này, các bác cấp đủ công suất cho nó thì nó sẽ ăn hết gần ý. Đấy, kể cả có tải không tải nhá, vì nó sẽ ăn hết luôn. Đấy, ăn hết luôn công suất. Thế nên là bác lưu ý cho đấu pin ấy, thì mình như em bảo ấy, 4 tấm bác đấu nối tiếp là ok đấy. À, đấu nối tiếp 2 tấm xong câu xong xong lại 2 tấm còn lại là ok. Chứ bác đấu độc 2 tấm tấm to thôi thì nó sẽ không đủ dòng đâu, không đủ dòng đâu. Còn áp có thể đủ nhá, nhưng mà cái vôn có thể đủ nhá, nhưng mà cái dòng điện ấy, dòng cấp cho máy ấy, thì không đủ. Ngay bây giờ em sẽ đấu lên hệ 60V. Các bác này, bây giờ em
em đấu lên 60V nhá. Đo lại. Đó. 60V. Rồi giờ em sẽ bật áp lên. Đó, đây là lượng nước 60V. Đấy, lưu lượng con này khoảng 4 khối một giờ các bác nhá. Áp cao 75m. Đó, bây giờ em cứ để đây khoảng một lúc để xem là nó có chạy ổn định không. Đó, để trước khi đóng hàng gửi cho bác khách trong Lâm Đồng. Đó. Vâng các bác nhá. Ok, thì Soka xin cảm ơn các bác. Chúc các bác có ngày làm việc vui vẻ hiệu quả. Vâng, Soka xin chào các bác.